Sáng ngày 13 tháng 3, mạng xã hội đăng tải clip trích xuất từ camera hành trình của một xe container. Đoạn clip ghi lại hành vi vượt trái quy định của ô tô con biển kiểm soát 51A197XX trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua địa phận Thừa Thiên Huế. Thời điểm trên, xe container đang lưu thông trên làn đường giáp giải phân cách giữa ở đoạn tuyến có 4 làn xe. Khi xe container kết thúc đoạn vuốt chuyển tiếp từ 4 làn sang 2 làn, bất ngờ một ô tô con vượt lên bên phải, tạt đầu xe container. Tình huống vượt xe trên rất tương tự với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong thương tâm xảy ra vào ngày 18 tháng 2 năm 2024. Hiện, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang vào cuộc xác minh, truy tìm ô tô con vượt bên phải vi phạm luật giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn.